ba máy vẫn còn quay được mà sao ba sửa lại, ba mới đem sửa lại nhưng không? Mà nó zoom lại được. Được được thì là vậy là nó như cũ rồi. Ừ. Yeah. Lạnh quá. Tối hấp thấp trên tí xíu là thấy vô thành phố rồi nè. Vô chỗ này, vô trung tâm, vô chỗ nào đâu con đọc chữ chỗ nào. Địa danh của nó, đọc địa danh của nó coi. Đọc tên của nó coi, thành phố này thành phố gì. Chắc phải ngoài phố không phải. Thôi thằng sông đẹp quá kìa. Mình chấm ra coi. Ồ có những hòn đá một câu ở dưới sông đó kìa. Thấy không? Sao dưới đáy đáy sông. Đá một coi. Bãi đá đó. Mà sao người ta gọi là bãi đá một coi? Ba gọi thôi. Ồ, hoa phượng đỏ. Tự nhiên mới đẩy con à. Cho ba ngắm chút xíu coi. Không chờ đâu. Con tới đâu rồi? Còn tới nhà ghe, thấy mấy chiếc xe. Mấy nó chạy nhanh rồi. Khúc gỗ mà làm con tưởng thêm cái đường ray nữa. Người ta phơi bánh tráng. Đâu quá. Đó bánh tráng nè. Đó thấy không? Phơi bánh tráng. Ta phơi để ta làm gì ba? Hả? Hello. Hello. Bình ơi. Không im. Không im. Nữa rồi, lâu lại em bé. Lâu lại em bé. Nè, ăn đi. Xong lại bé bé. Thấy tóc tràm chưa? Bắp. Bắp tràm là cái gì? Coi cái con tôi là hết trần thế nào. Ba dạy con nào.